Con thấy ý kiến của Lân được đó ba. Chỉ cần 2 tiếng thôi. 2 tiếng nha. Dạ. Nhớ đó nha. Dạ. À, vậy thôi con phụ với anh đi nghe. Ráng làm cho lẹ. Nhanh lên. Dạ. Thằng Tôm á thì lúc nào cũng la mắng cáo gắt với nó, còn thằng Lân á thì con ba ngọt xớt à. Anh xem lại cái cách dạy dỗ con đi, con như vậy á đối xử công bằng với thằng Tôm hay không? Tranh thủ lúc ba còn đọc á, mẹ đi dọn cơm cho con ăn nghe. Từ hồi sáng tới bây giờ con có ăn cái gì đâu. Rồi ngày mai á, lại thức sớm đi làm nữa. Ăn đi, được có sức khỏe chứ con, nghe. Dạ thôi, con không ăn đâu mẹ. Trời ơi, 9 giờ tối rồi. Con mà không ăn thì đến khi nào mới ăn? Để đợi ba con đọc tới lúc mà ổng không đồng ý hết rồi nhịn luôn hả? Đúng là sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ anh. Câu cú, cú pháp rất là chuẩn xác. Ngày mai. Dạ. Chỉ cần con tự tin thuyết trình một cách lưu loát là ba tin con sẽ thành công. Ráng lên nha. Một bài dịch rất tốt. Dạ con cảm ơn ba. Con sẽ cố gắng. Anh cảm ơn em nhiều nha Lân. Dạ, không có gì đâu, anh trai của em. Wow, vậy là nhà mình từ đây về sau đã có thầy giáo dạy anh Văn rồi. Lân, mốt dạy kèm chị nha. À Lân, anh nữa, anh phải học cho giỏi thêm, chứ kém cỏi gì sao được. Được thôi, nhưng mà em phải tính học phí á nha. Học phí em rất là nhẹ nhàng, anh chị cứ yên tâm. Ờ, vậy cũng được. Cũng được. Nè, mấy con à, chim mọc chưa đủ lông đủ cánh mà cứ đòi bay, bay cho thật cao lên. Trời ơi, lúc đó thất bại thì sao? Cho nên người ta nói á, trèo cao thì té đau, hiểu chưa? Hả? Decision in the side. Anh trễ rồi ngủ đi. Ngày mai còn đi gặp khách hàng nữa. Anh coi tới coi lui nãy giờ cả chục lần rồi đó. Thì anh ráng đọc xong lần cuối này rồi anh ngủ. Mà công nhận á, cái bản dịch này anh làm cùng với Phi Lân hay thiệt. Mà anh không ngờ trong mắt ba mẹ anh lại tệ đến vậy. Nè, tại vì anh Văn á là sở trường của Lân, cho nên Lân giỏi hơn anh vậy. Chứ về chuyên ngành á thì làm sao Lân bằng anh chứ, đúng không? Ừ thì cũng đúng. Nhưng mà tệ anh Văn là coi như tệ hết rồi. Ủa? Tôm ơi. Mẹ hả mẹ? Tôm. Dạ mẹ vô đi mẹ. Chưa ngủ à? Mẹ tức quá, mẹ không thể nào ngủ được. Tức quá. Ngày mai á, con tìm cái chỗ nào dạy ngoại ngữ giỏi nhất, con đi học cho bằng được. Tốn kém bao nhiêu mẹ cũng cho con đi học hết nha Tôm. Dạ thôi mẹ để con tự học được rồi. Cái nào mà khó quá thì con hỏi Phi Lân cũng được. Lân với đồng gì? Con là con trai trưởng trong cái nhà này, mà con đội nó lên đầu như vậy đó, sao mà cư xử yếu thế vậy? Rồi ba con lại thiên vị nó hơn con. Dạ con. Con cái gì mà con? Hả? Lúc nào á nó cũng giả vờ như á, là nó tỏ ra nó giúp đỡ con để nó thể hiện tài năng của nó, giống như là cái kiểu là mẹ nó có dạy dỗ giáo dục nó đàng hoàng hơn hẳn mẹ dạy con. Hả? Mẹ hiểu quá cái chuyện đó mà. Mẹ chắc là Lân không có ý đó đâu mẹ. Không có ý đó là sao? Ý con nói á là mẹ là người đàn bà lòng dạ hẹp hòi, nghĩ xấu cho nó đó hả? Mẹ, mẹ nói cho con biết, mẹ sống mấy chục năm nay rồi, mẹ nhìn nhận đánh giá con người á không bao giờ sai, nghe chưa? Còn con nữa, bắt đầu ngày mai
con đi theo ba là phải làm tốt cái vai trò của mình. Đừng có để cho ba con có lý do để chê trách con hiểu chưa? Dạ. Nhớ đó. Thôi mà, đừng có buồn. Tại vì mẹ giận cho nên mẹ mới nói vậy thôi. Nghe chồng. Ừ. Nhưng mà anh không ngờ trong mắt mẹ anh tệ vậy luôn á. Thì bây giờ anh phải làm sao để cho mẹ thấy anh không tệ? Anh phải chứng minh cho mẹ thấy chứ. Mà lỡ ngày mai anh thuyết trình á, anh không làm tốt thì sao? Vợ có thấy xấu hổ gì anh không? Dĩ nhiên là không rồi. Có gì đâu không biết nữa. Thì vấn đề đây á là biết rằng á là cái văn bản về tiếng Anh của anh nó có hơi lủng củng, nhưng mà anh nói tiếng Anh rất là giỏi đúng không? Ngày mai anh cố gắng làm tốt, nếu mà không tốt thì không sao cả. Tại vì trong cuộc sống này nè, cái việc ngày hôm nay mình làm không tốt thì ngày hôm sau mình chắc chắn mình sẽ làm tốt, cho nên yên tâm đi, không sao hết. Được không? Cảm ơn vợ. Giờ ngủ được chưa? Ngủ. Ngủ đi, trễ rồi đó, mai còn đi gặp khách hàng nữa. Nè, làm sao? Lo quá à. Lỡ như khách hàng chịu ký hợp đồng sao mẹ? Có cái gì đâu không à. Nè mẹ nói nghe, thất bại á là mẹ của thành công. Ngày xưa đó ba con á thất bại cả tỷ lần á, cho nên bây giờ mới người thành đạt như vậy đó, hiểu không? Mà mẹ không lo hả? Lo sao không lo? Nhưng mà chuyện đó để người lớn người ta lo. Con làm gì bình tĩnh chút. Không biết sao. Ông Minh. Ba. Thưa ba mới về. Ba mới về. Sao rồi Minh? Từ từ. Tôm, cái chuyện sao rồi Minh? Người ta không chịu ký hợp đồng hả Minh? Thằng Tôm con trai của bà. Hôm nay thuyết trình rất là tự tin, lưu loát và trôi chảy, rất thuyết phục. Trời ơi. Còn văn bản của thằng Phi Lân, câu cú rõ ràng mạch lạc. Tóm lại, hai anh em nhà nó hôm nay ngoài sức tưởng tượng. Tôm yêu của mẹ ơi, mẹ tin tưởng con là số 1 mà, con giỏi lắm Tôm. Dạ con chúc mừng ba, chúc mừng chồng nhé. Cảm ơn vợ. Nói chung á, ngày hôm nay mà anh làm được á là cũng nhờ sự tin tưởng của ba, sự giúp đỡ của Phi Lân, sự ủng hộ của vợ, anh mới tự tin làm được đó chứ. Vậy quá ra tôi không có cái gì ở trong đây hết trơn á. Vậy thôi ở trong nhà này chi vậy ta? À dạ đâu có đâu mẹ. Công của mẹ là lớn nhất luôn đó. Sao? Thì công của mẹ là đã sanh tụi con ra, nuôi nấng tụi con khôn lớn, dạy dỗ đàng hoàng. Con thuộc bài đúng không mẹ? Quá thuộc luôn. Vậy chứ trong cái nhà này mà không có tôi nhúng tay vào á thì mọi việc có đâu vào đó không? Để cho ba con của mấy người có thời gian để lo làm việc mà thành công đến như vậy không? Ừ. Ồ, dì Ngọc đúng là siêu nhân vô địch. Coi mà tức á. Ăn nhiều á thì bổ cho con, tốt cho con, mà ăn nhiều á thì lại bị rạn da bụng, xấu xí. Không được, phải nhất quyết nói không với ăn đêm. Mình sẽ trở thành một bà bầu xinh đẹp nhất. Ủa, con cái không cẩn thận như hết để đèn đốm như vậy đó. Trời đất ơi, ngủ gì mà hả? Đúng rồi, nhức á, bóp cho em đi, bóp đi. Ừ. À, ủa dịch, đau quá. Ủa, mẹ. Mẹ. À, thì ra là bóp cho em. Từ hồi đó giờ con trai của mẹ là cái máy massage cho con đúng không? Dạ, không hẳn vậy mẹ, không có. Tại vì cái máy đó có bữa nó hoạt động được, có bữa nó không hoạt động được mẹ. À, rồi sao không hoạt động được rồi vứt nó hả? Sao vứt nó đúng không? Dạ không có.
Không có, không có cái gì. Tôi nuôi nó hả mấy chục năm nay rồi mà có bao giờ nó bóp vai, bóp chân, bóp cổ cho tôi đâu. Mà vậy bây giờ nó là cái massage của mấy người. Trời ơi, có phúc quá mà hả con dâu. Ủa, vậy chứ ba không massage cho mẹ hả mẹ? Không, tại sao phải bắt chồng mình massage cho mình? Hả? Mình là phụ nữ, mình là đàn bà, mình phải tự lo cho thân mình chứ. Tại sao chồng đi làm mệt về mà phải bắt chồng làm những cái chuyện đó? Cho nên mẹ làm cái gì làm, mẹ thà để dành tiền, mẹ đi ngoài tiệm, mẹ massage, chứ không bao giờ mà để cho ba con lo cho mẹ những cái chuyện đó, hiểu chưa? Dạ.